Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Di động Triệu Phú TV. Kênh bên mình thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt, giá rất là rẻ. Thì là hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về đến mẫu sản phẩm điện thoại siêu lướt, điện thoại chính hãng, giá rất là rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn trương sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ nào bên mình thì các bạn thể đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại chính hãng giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được một con này là con Z Flip 4 5G các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì mình về được một con máy coi như là Z Flip. Dòng này thì là điện thoại thiết kế nó như kiểu là một bao thuốc các bạn nhé. Con này của mình thì là máy còn là nguyên hộp các bạn nhé. Dòng này là chỉ là có hộp thôi, phụ kiện thì là sẽ được tặng bên ngoài các bạn nhé. Đấy, cái hộp này là hộp coi như là gì nhỉ, bảo vệ môi trường này, là sẽ cắt bớt hết phụ kiện các bạn nhé. Nó chỉ kèm coi như là có hộp này với cả máy đấy các bạn nhé. Cái con này hôm nay mình xong, mình mới thâu lại của khách là hôm qua xong. Nhưng mà hôm qua mình bận thì mình chưa lên clip được. Thì là hôm nay thì mình sẽ lên lóng cho anh em, bỏng tay cho anh em là một siêu phẩm của Samsung. Đấy, con này lúc mới ra coi như là mấy chục triệu này. Mà bây giờ bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là hơn 9 triệu đồng thôi. Thì mình sẽ nói sơ cu qua về cấu hình chi tiết cái con dòng Z Flip 4 5G này của nhà mình. Thì là cái con này của nhà mình. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc bạn nhé. Đấy, phiên bản chính hãng này của Hàn Quốc này, một sim một sóng bạn nhé. Đấy, phiên bản của chính hãng của Hàn Quốc này là thân máy nó sẽ là toàn của chữ Hàn Quốc bạn nhé. Z Flip 4 đây ạ. Đấy, dòng này có hỗ trợ sóng 5G này, hỗ trợ sóng 5G này, một sim một sóng này, RAM thì nó sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong là 256GB. Con này của nhà mình thì ngoại hình rất đẹp bạn nhé. Đấy, con này của nhà mình thì khách dùng rất là dữ bạn nhé. Đấy, con này của nhà mình là so với máy mới này. Đấy, so với máy mới con này rất là đẹp luôn này. Đấy, con này của nhà mình được so với mới thì là 1910 các bạn nhé. Đây ạ. Đấy, cái dòng này của nhà mình so với mới này 1910 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, siêu led các bạn nhé. Cái dòng này thì quá led các bạn ạ. Ui dồi, quá là đẹp luôn. Đây ạ. Ở ngoài nó sẽ có một mặt hình hiển thị đồng hồ này. Ở ngoài nó sẽ có một mặt hiển thị đồng hồ các bạn nhé. Không biết là cái này đặt cái kiểu gì. Đây 21:45 các bạn nhé. Ngày là 12 tháng 8 các bạn nhé. Đấy. Đấy, thiết kế đó thì là cực kỳ là bọc này. Nói chung là siêu phẩm của Samsung. Quá là ok các bạn nhé. Máy thì là đẹp, so với máy mới thì con này của nhà mình thì là 1910 các bạn nhé. Và cái con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì là vẫn còn nguyên miếng dán theo máy các bạn nhé. Đây ạ. Cái màn hình con này của nhà mình thì là vẫn còn nguyên cái siêu theo máy này. Đấy, khách dùng thì nó là vẫn còn nguyên miếng siêu theo máy các bạn nhé. Khách dùng cực kỳ là giữ gìn luôn này. Vẫn còn nguyên siêu theo máy luôn này. Các bạn bóc cái siêu này ra là thật không khác gì là máy mới các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ cu qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy Z Flip 4 5G này của nhà mình. Thì cái con này của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc này, hỗ trợ coi như là một sim một sóng các bạn nhé. Cấu hình cái con này của nhà mình sẽ là RAM của nó là RAM 8GB này, bộ nhớ trong con này của nhà mình là 256GB. Và con này của nhà mình là trang bị chip Snapdragon là 8+Gen 1. Nói chung là 8+Gen 1 thì nói chung là quá là trâu bò các bạn nhé. Nói chung là chip quá là cực kỳ ok luôn, chip cực kỳ mạnh mẽ các bạn nhé. Và màn hình con này của nhà mình là màn hình của nó Dynamic OLED 2X Super AMOLED này 6.7 inch đấy, Full HD cộng các bạn nhé. Nói chung là cái màn hình Full HD cộng siêu nét luôn đấy, màn hình rất là đẹp các bạn nhé. Và cái con này của nhà mình là trang bị của nó là tốc độ màn hình lên tới tận là 100 tốc độ màn hình lên tới tận là 120Hz đấy, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max các bạn nhé. Hỗ trợ cổng sạc Type-C, chung luôn tai nghe các bạn nhé. Camera của nó thì siêu nét luôn, chụp ảnh quá là nét luôn. Đấy, đây 0.5, đây 0.5 là toàn ảnh cửa hàng như mình các bạn nhé. Đây mà mình sẽ zoom 10x này. Đấy, zoom rất là sức nét các bạn nhé. Đây, cái chữ phú hay là Mobilia này, chung là số điện thoại mình cực kỳ rõ ràng các bạn nhé. Camera selfie của nó này có toàn cảnh nhiều người này. Uấy, siêu nét luôn. Camera selfie rất là nét luôn. Các bạn mua về tặng coi như là người yêu này, bà xã này, hoặc các bạn về lịnh vợ đấy, tặng nhân dịp ngày sinh nhật thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Cái con này thì là dành cho các bạn coi như là dành cho các bạn coi như là làm văn phòng nhiều ấy. Nếu mà các bạn mà gì nhỉ, lao động tự do ấy, ví dụ mà các bạn mà lao động tự do thì các bạn có thể là dùng thoải mái. Còn các bạn mà lên nếu mà làm công ty ấy thì các bạn mà làm công ty mà vác nặng nhiều thì các bạn không nên mua con này các bạn nhé. Còn mà các bạn mà ví dụ mà làm văn phòng ấy, công ty hay là làm quản lý hay là làm kiểu mà văn phòng ấy, nhàn hạ ấy, thì các bạn thể mua này dùng quá đẹp luôn. Nói chung là dùng này, dùng cái dòng này cực kỳ là sang các bạn nhé. Đây, dùng cực kỳ là sang luôn, gặp lại là như bao thuốc luôn các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Ui giời ơi,
Samsung nó ra những con máy nó thật các bạn, chất kinh khủng luôn. iPhone nó thật các bạn, gọi Samsung bằng cụ tổ luôn các bạn nhé. Đấy. Quá là chất luôn các bạn nhé. Hôm nay thì sức khỏe của nhà mình thì cũng tốt hơn vào hôm một chút. Đâm thì mình sẽ like chi tiết hơn cho các bạn nhé. Đấy, cái dòng này quá ok luôn. Thì mình sẽ thử lướt coi như là xem phim, nghe nhạc cái con này của nhà mình, xem là cái loa nghe nhạc là có sướng các bạn nhé. Mình sẽ vào coi như tìm kiếm Vietmix 2023. Đấy, thì mình sẽ tìm Vietmix 2023. Đấy, nghe nhạc cho bạn nhé, sướng không? Ui, cái màn hình quá đẹp luôn các bạn. Màn hình gập của Samsung nó trông siêu LED luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy, loa nghe nhạc kép bạn ạ. Loa một loa bên trên này và một loa bên dưới này. Nghe nhạc cực kỳ hay các bạn nhé. Ui dồi ôi, chip 8.1 quá mượt các bạn. Ui dồi ôi, chúc 8.1 lướt nó thật các bạn, giật tít luôn. Mình sẽ vào coi như là video 8K. Đấy. Đây mình sẽ vào coi như là video 8K đây này. Vào của thú rừng đấy các bạn nhé. Đấy. Không biết con này có tôn zone hết màn hình được không? Ôi ôi, màn hình thì rồi. Mình sẽ tời ra con đoạn hà mã này. Mình thì thích con hà mã này. Ôi dồi ôi, màn hình Samsung này đẹp. Ôi ôi, đẹp là thật các bạn. Như kiểu là mình thò tay và bắt con khỉ ra bên ngoài các bạn nhá. Đây ạ, nhìn nghiêng này. Không có độ bóng mờ gì các bạn nhá. Nói chung cái màn hình Samsung này quá là đẹp luôn này. Một con máy siêu lướt còn nguyên hộp này. Phụ kiện thì là mình sẽ tặng kèm cho bạn bên ngoài các bạn nhé. Thì vì dòng này của nó thì là sản xuất của nó thì là gì nhỉ? Bảo vệ môi trường. Nó sẽ là không có phụ kiện. Máy đẹp, vẫn còn nguyên miếng dán màn hình. Bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 9.300.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, cái dòng Z Flip 4 5G này, giá sẽ là coi như là 9.300.000 đồng cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm có như là con Z Flip 4 5G này thì các bạn thể liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhé. Đây ạ, số hotline bên em là 0966 221 789 và 0833 221 789. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Đấy. Và đây địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72 này, phố Ba Thá này, Viên An ở Hà Nội. Gần các bạn thì trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu, trao đổi mua bán. Đấy, xem máy trực tiếp bên em cũng ok các bạn nhé. Ở xa thì mình có Shipco. Và hình thức Shipco thì các bạn hoan hỉ cọc trước cho bên em coi như là 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình bán ra thì là bao test cho bạn như là toàn máy 10 ngày và bảo hành phần cứng cũng như là 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm sử dụng bạn nhá. Đấy. Mua cửa hàng bên em thì địa chỉ cực kỳ rõ ràng. Nên là các bạn cứ yên tâm đặt hàng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được một con iPad. Cái dòng này là dòng Gen 5 các bạn nhé. iPad Gen này. Đấy, có vân tay các bạn nhé. Dòng này là có vân tay này. Đấy. Có hỗ trợ vân tay các bạn nhé. Đấy, gõ vào vân tay nhé. Cái con này của nhà mình là bản của nó là bản 4G các bạn nhé. Đấy. iPad gì nhỉ? iPad Gen 5 này. Đấy, có hỗ trợ coi như là 4G các bạn nhé. Đây là cái ổ SIM của nó các bạn nhé. Đấy, có cả IS16 các bạn nhé. Con này đã được lên coi như là có thể lên được IS16 các bạn nhé. Đây thì mình sẽ kết nối cho bạn nhé. IS16 là IS mới nhất hiện tại bây giờ rồi. Đấy, các bạn có thể lên IS16 luôn. Cái dòng này là lên phần mềm cực kỳ là cao các bạn nhé. Bình thường các bạn mùa dịch ấy. Phần mềm được cập nhật được các bạn. Bình thường mà các bạn mùa dịch ấy, mùa dịch mà các bạn đi mua con này kiểu gì người ta phải nhét vào mồm của các bạn coi như là hơn 6 triệu đồng đấy ạ. Đã có coi như là phần mềm coi như là iOS 16.6 mới cho các bạn nhé. Đấy, iPad Gen 5 này. Đây ạ, iPad này, thế hệ 5, iPad Gen 5 các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản sẽ là 32GB các bạn nhé. Phiên bản 32GB. Dung lượng pin của này của nhà mình thì là pin của nó là pin 8600mAh. Pin 8600 cực kỳ châu bò các bạn nhé. Và cái con này của nhà mình thì là cái màn hình của nó thì là 9.7 inch. Màn hình cực kỳ là to các bạn nhé. Đấy, có hỗ trợ coi như là SIM 4G này. Ngoại hình con này của nhà mình cực kỳ ok các bạn nhé. Ngoại hình con này của nhà mình cực kỳ ok. Máy thì còn 90%, trên 90% các bạn nhé. Đấy, iPad coi như là Gen 5, iPad Gen 5 các bạn nhé. Nếu mà đợt dịch các bạn đi mua con này, các bạn phải mua với mức giá coi như là gần 5 triệu đấy. Nếu mà bạn đợt dịch đợt vừa rồi mà các bạn bán đấy thì phải gần 5 triệu đồng. Nhưng với ở cửa hàng bên em hôm nay thì là bên em sẽ thanh lý cho bạn coi như là 3 triệu coi như là 600.000 đồng các bạn nhé. Đấy, iPad coi như là thế hệ 5 này, phiên bản là có hỗ trợ sóng 4G các bạn nhé, Wi-Fi 4G này. Đấy, có phiên bản coi như là hỗ trợ coi như là Wi-Fi các bạn nhé, Fi-Fi này và 4G dữ liệu di động các bạn nhé, 4G này, phiên bản quốc tế 32GB.
giá sẽ là 3.600.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, các bạn mua về để học, mua về tặng các em nhỏ học online, xem phim, đọc báo, vào mạng lướt web con này thì cực kỳ ok, hỗ trợ iOS đời mới bây giờ các bạn nhé, dùng cực kỳ là sướng đây. Đấy, iPad coi như là thế hệ thứ 5 các bạn nhé, Gen 5 các bạn nhé. Đấy, iPad Gen 5 các bạn nhé. Đấy, iPad Gen 5 này. Đấy, có 3.600.000 rất là rẻ cho bạn nhé. Bình thường các bạn mua được dịch thì về người ta sẽ nhét vào mồm của bạn coi như là gì nhở, nhét vào mồm của bạn coi như là gì nhở, phải đến tầm hơn 5.000.000 các bạn nhé. Đấy, rất là đắt kinh khủng luôn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về là một siêu phẩm của Oppo các bạn nhé. Cái dòng này của nhà mình là dòng coi như là mình cũng chưa bán con này bao giờ luôn các bạn nhé. Đấy, Oppo coi như là Phoenix 2 các bạn nhé, Oppo Phoenix 2. Đấy, màu xanh này. Đấy, con này của nhà mình thì là hàng coi như là siêu thị thanh lý này, hàng coi như là siêu thị thanh lý các bạn nhé. Đấy, giá thì là niêm yết là sẽ là 7.790.000 đồng. Ui giời ui ạ. Đấy, các hàng siêu thị thanh lý đồ thật các bạn, người ta bán với mức giá coi như là nhấc người luôn. Đấy, vào siêu thị thì là bạn nào mà lờ ngớ ấy, bạn nào mà lờ ngớ thì các bạn mà không để ý giá cả hay là không check giá cả ấy, nhiều khi các bạn vỡ mồm luôn các bạn nhé. Đấy, đấy siêu thị này. Đấy, hàng của siêu thị thanh lý bên mình này. Đấy, hàng của siêu thị bên mình nhé. 7.790.000 đồng. Ui giời ôi ạ. Bảo sao là người ta thuê cửa hàng coi như là gì nhỉ, mấy chục triệu một tháng này. Nhân viên này, các em chân dài đến lách, tận coi như là gần chục triệu một em một tháng này, mà người ta vẫn trụ được các bạn nhé. Đấy, người ta bán một con máy thôi là người ta coi như là gần bằng coi như là tháng lương của các em ấy rồi. Đấy, lãi gần bằng tháng lương của các em rồi các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa nhập của siêu thị thanh lý các bạn nhé. Đấy, cái dòng coi như là Oppo, coi như là Oppo Fin này, X2 này. Con này của nhà mình thiết kế cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này của nhà mình thì là ngoại hình con này của nhà mình là máy còn là 90/90% các bạn nhé. Đấy, viền con này của nhà mình thì hơi phẩy đôi chút các bạn nhé. Đấy, viền con này của nhà mình thì là hơi phẩy đôi chút thôi. Đấy, kiểu là khách không dùng ốp ấy, viền hơi phẩy đôi chút thôi. Mặt lưng con này còn rất là đẹp các bạn nhé. Mặt lưng con này còn rất là ok, rất là đẹp luôn. Màn hình thì rất là đẹp các bạn nhé. Màn hình con này rất là đẹp luôn này. Màn hình cong này, 6.7 inch rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, màn hình AMOLED này, QHD 2K đấy. Màn hình Oppo mà lại màn hình 2K, rất là đẹp các bạn nhé. Màn hình cong này đấy. Bên mình thì là bán cho các bạn với giá có như là hơn 4 triệu thôi. Hơn 4 triệu các bạn mua này là thật các bạn, quá đáng đồng tiền bằng gạo luôn. Thay vì các bạn mua những sản phẩm Oppo, JB đời mới bây giờ thì nó thật các bạn là xách dép những sản phẩm có như là Oppo, Phoenix các bạn nhé. Cái dòng này lúc mà mới ra là cực kỳ là đắt, mấy chục triệu các bạn nhé. Đấy, mấy chục triệu nhá. Con này của nhà mình là phiên bản của nó sẽ là RAM 12GB các bạn nhé. Đấy, phiên bản của nó sẽ là RAM của nó là RAM 12GB và được hỗ trợ thêm coi như là 12GB RAM hỗ trợ, tổng là 24GB RAM các bạn nhé. Đấy, tổng coi như là được thêm là 24GB RAM luôn, điện thoại coi như là 24GB RAM. Và cái con này của nhà mình là chạy chip Snapdragon là 865. Đấy, chip dòng các bạn nhé. Chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và bộ nhớ cái con này của nhà mình lên tới tận là 256GB. Đấy, bộ nhớ cực kỳ là khủng luôn. Các bạn lưu trữ tuyệt vời các bạn nhé. Và dung lượng pin của này của nhà mình là pin 4200mAh. Màn hình của nó thì là 6.7 inch. Màn hình cong nhá, 6.7 inch rất là đẹp luôn. Chip Snap ở Otega các kiểu này. Đấy, phiên bản Android mới nhất rồi, 13 mới nhất rồi các bạn nhé. Chụp ảnh thì cực kỳ là siêu nét luôn. Oppo, rồi ui này, siêu nét luôn các bạn nhé. Camera selfie quá là đẹp các bạn nhé. Các bạn mua về tặng chị em phụ nữ, người yêu, bà xã này con này quá ok các bạn nhé. Đấy, tặng người yêu, bà xã này con này quá ok luôn. Màn hình cong tràn viền này. Đấy, ở siêu thị đang bán với mức giá coi như là 7.790.000 đồng. Nhưng với ở cửa hàng bên em hôm nay thì là bên em sẽ thanh lý bạn giá coi như là 4.500.000 đồng các bạn nhé. Đấy, 4.500.000 đồng. Tội gì các bạn phải mua máy mới nữa thật các bạn. Các bạn đi mua máy mới mà tầm khoảng độ 4.500.000 đồng rồi thật các bạn là xách dép cho con này luôn. Mình cam kết với các bạn nhé. Đấy, các bạn mua những con Oppo, JB, Samsung đời mới bây giờ mà ra mà con nào mà ngon, thứ nhất là màn hình này, và thứ hai chip RAM này. Đấy, đời mới bây giờ nó chỉ hơn được dung lượng pin thôi. Còn pin và pin 4.200 các bạn dùng một ngày cũng cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, các bạn nào dùng vừa một ngày cũng cực kỳ ok luôn. Đấy, những sản phẩm đời mới bây giờ được thật các bạn phân khúc bao nhiêu là 4.500.000 đồng được thật. Gọi con này bằng cụ tổ luôn các bạn nhé. Đấy, gọi con này bằng cụ tổ luôn. Màn hình cong tràn viền 2K rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, mà giá có 4.500.000 đồng. Đấy, các bạn mà lờ gớ mà ra các siêu thị to này, các em chân dài coi như là đến lách tiếp các bạn này. Đấy,
các em đấy bóp các em đấy bơm cho các bạn coi như là mấy câu như là lời hay ý đẹp này. Đấy, các bạn xuống thì các bạn mua coi như là mức giá 7.790.000 đồng thì thật các bạn, nói chung là các bạn hờ đến một mả luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn hờ đến một mả luôn, nhưng bên em bên bán cho bạn với giá coi như là có 4.500.000 đồng thôi, rất là rẻ các bạn nhé, mua này quá ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Oppo Find X 2 này, các bạn nhận hàng bên em sớm nhất các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được cái con này của Nhật Bình, là cái con gì nhỉ, Galaxy con này con Oppo Zelo 8 Z5G các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì bên em lại về là con này con Zelo 8 Z5G. Đâu không biết là cái cấu hình con Zelo 8 Z5G đây, để em search cho bạn nhé. Nhiều khi cấu hình mình hay quên mất, đâm là mình Zelo này. Mình sức khỏe ngày hôm nay thì mình được tốt hơn một chút rồi, thì mình sẽ coi như là cố gắng coi như là nói hay hơn để các bạn coi như xuống tiền để mua các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con Oppo Zelo 8 Z5G các bạn nhé. Con này của mình là có hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé. Con này của mình là phiên bản là sẽ là RAM 8GB và được cộng thêm coi như là 8GB RAM hỗ trợ các bạn nhé. Đấy, 8GB RAM và 8GB RAM hỗ trợ các bạn nhé. 8 là 16GB RAM. Và cái con này của mình là chạy chip Snapdragon là 695 5G và bộ nhớ của như mình lên tới tận là 256GB. Đấy. Đấy, RAM của nó là RAM 8 này, bộ nhớ là 256GB. Pin thì là pin 4500mAh. Và màn hình của nó thì là 6,43 inch Full HD cộng, màn hình AMOLED các bạn nhé. Màn hình AMOLED thì cực kỳ là siêu LED các bạn nhé. Con này của mình thì ngoại hình rất là đẹp luôn này. Đấy, cái con này của mình thì là máy coi như là khách kiểu là mới mua ấy. Khách mới mua đổi lên coi như là 13 Pro Max, nhưng mà mình tư vấn cho anh ấy coi như là anh ấy lên đi mua 12 Pro Max, tại vì mua 12 Pro Max với cả 14 Pro Max thì là không bị xanh màn. Nó như dòng 13 Pro Max nó xanh màn cực kỳ là nhiều. Các bạn đi mua 13 Pro Max thì là theo lời khuyên của mình thì các bạn không nên mua các bạn nhé. Thì mình cũng tư vấn cho anh khách này là cái anh ấy đi mua 12 Pro Max các bạn nhé. Rồi anh bán lại con đấy cho mình, con này là con Zelo 8 Z5G. Anh ấy mua con này cũng như là lúc đấy là hơn 8 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Hôm đấy trước cách đây có vài tháng thôi, có 3-4 tháng thôi, anh ấy mua hơn 8 triệu này, cái con này này. 8 triệu 9 đấy. 8 triệu 9 các bạn nhé. Đấy, 8 triệu 9. Mà hôm nay bên em sẽ bán cho bạn giá có như 5 triệu đồng đấy. Thay vì các bạn bỏ ra 5 triệu đồng mà mua sản phẩm đời mới bây giờ, nó thật các bạn. Mua những con siêu lướt như này thật các bạn. Nói chung là các bạn dùng coi như là 5-10 năm nữa các bạn quay lại mua tiếp điện thoại bên mình các bạn nhé. Đấy. Các bạn mua những sản phẩm Oppo mà JB mà những con máy mà ngon như này, nói thật các bạn, mà dùng đến 5-10 năm nữa các bạn quay lại các bạn mới phải mua hàng bên mình luôn các bạn nhé. Nói chung là dùng quá bền luôn. Cái dòng này thì quá bền luôn các bạn nhé. Các bạn mà rơi vừa vừa thì không sao, mà rơi mạnh quá thì không nói, nếu mà rơi vừa cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy. 5 triệu các bạn xách em này mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, nói chung là chấm hết luôn các bạn nhé. Thay vì các bạn mua sản phẩm đời mới bây giờ, mua những con siêu lướt như này của Oppo như này dùng quá là ok các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên mình lại về được cái con này của mình là cái con Samsung Galaxy S20 Plus các bạn nhá. Cái con này của mình là phiên bản chính hãng của công ty này. Đấy, Galaxy S20 Plus thì hôm nay mình về được hai cây bầu lông chuột các bạn nhá. Đấy. Galaxy S20 Plus hàng chính hãng công ty này thì là hôm nay bên em về được hai cây này, thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con này của mình nhá. Màn hình rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy. Màn hình bên em rất là đẹp rồi, màn hình trong veo này. Đấy, ngoại hình cũng rất là ok luôn. 90/90% rất là đẹp các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy S20 Plus phiên bản công ty là của mình. Thì là hỗ trợ coi như là hai sim vi sóng, hai sim vật lý các bạn nhé. Con này của mình là hai sim vật lý này. Cấu hình cái con này của mình sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình của nó là cong tràn viền 6.7 inch, độ phân giải của nó QHD 2K cộng, màn hình là siêu nét các bạn nhé. Và cái tốc độ màn hình của con này của mình lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max. Pin của nó thì là pin 4500mAh. Đấy, pin 4500, cực kỳ châu bò các bạn nhá. Màn hình cong tràn viền rất là đẹp luôn, 6.7 này. Đấy, giá sẽ là 5.200.000 đồng. Đấy, các bạn mua những con này về dùng nói chung là quá là ok các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy S20 Plus phiên bản chính hãng công ty này thì các bạn nhanh tay đặt hàng những bên em sớm nhất các bạn nhá. Đấy, giá cực kỳ là rẻ, 5.200.000 đồng. Các bạn mua những em này về dùng nói chung là đáng đồng tiền bơ gạo các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được cái con này của nhà mình là cái con gì nhỉ?
Con này bên em là con C9 Pro. Cái con này của nhà mình là phiên bản là công ty các bạn nhé. Hàng này là hàng cực kỳ là hiếm này. C9 Pro này là bản công ty này. Hỗ trợ coi như là 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. C9 Pro này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng này. Đấy. Cái con này của nhà mình là cấu hình sẽ là RAM của nó là RAM 6 này. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. RAM 6 này, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình của nó thì màn hình OLED Full HD các bạn nhé. Đấy, chip Snapdragon là 6653. Pin thì là pin 4000. Đấy, màn hình cực kỳ to. Con này của nhà mình không biết là màn hình của nó bao nhiêu inch. Con này ngày xưa rất là đắt các bạn ạ. Mình ở đây thì mình tìm thông số thì không thấy lõi inch. Không biết là không thấy lõi inch các bạn ạ. Bé cái bọn này là không thấy lõi inch các bạn ạ. Không biết là nó phải 5,7 hay 6 inch, mình không biết là to lắm. Cái dòng C9 Pro này mặt lưng của nó thì hơi phẩy một chút thôi. Đấy, mặt lưng thì nó hơi phẩy một chút thôi. Giá sẽ là 1.500.000 đồng cho bạn nhé. Đấy. Cái con C9 Pro hàng công ty này, 2 SIM 2 sóng, màn hình AMOLED cực kỳ to này. Đấy, giá sẽ là 1.500.000 đồng cho bạn nhé. Đấy. Các bạn mua này về xài quá ngoan luôn, RAM 6, bộ nhớ trong 64GB. Các bạn mua những con này mà về các bạn mua điện thoại đời mới bây giờ 1.500.000 ấy. Những con máy mới mà 1.500.000 bây giờ thật các bạn. Sách dép cho những em này các bạn nhé. Đấy, nói chung là sách coi như là 100 đôi dép không bằng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được một con Galaxy S10 5G của Hàn Quốc các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này của nhà mình thì là máy còn là 90/90% các bạn nhé. Đấy, Galaxy S10 của Hàn Quốc, máy màu gold các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết. Phân khúc coi như là hơn 4 triệu đồng thì con này cực kỳ đáng mua các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì màn hình trong veo đẹp này. Màn hình đẹp chấm hết luôn các bạn nhé. Cái con này của mình là phiên bản Hàn Quốc này, một SIM một sóng này. Cấu hình của con này của mình sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong là 256GB. Cái con này của mình thì là sẽ là màn hình của nó thì là gì nhỉ? 6,7 inch, độ phân giải của nó QHD 2K cộng, pin thì là pin 4K5. Đấy, cái dòng này thì màn pin to, màn to 2K đẹp đấy. Giá cái con này của mình sẽ là 4.300.000 đồng cho bạn nhá. Galaxy S10 5G này, ngoại hình còn cực kỳ ok. Giá sẽ là 4.300.000 đồng cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm của như là Galaxy S10 5G này, bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Có hỗ trợ sóng 5G. Thay vì các bạn mua điện thoại đời mới bây giờ thì mua em siêu lướt này là quá ngon các bạn nhé. Có 4.300.000 thôi các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì bên em lại về được con này Galaxy Lot 10 Lite các bạn nhé. Con Lot 10 Lite này, con này của mình là phiên bản là công ty này. Đấy. Hỗ trợ coi như là 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Màn hình cực kỳ to luôn. Màn hình AMOLED 6,7 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Cấu hình cái con này của nhà mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM gì nhỉ? Không biết là cái cấu hình là chăm sóc cho bị đây. Cấu hình con này của mình là sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình to đẹp này. 6,7 inch, pin thì là pin 4K5 này. Giá cái con này của mình sẽ là 3.600.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, con Galaxy Note 10 Lite này. Máy con rất là đẹp các bạn nhé. Máy con rất ok, rất là đẹp này. Đấy. Đấy, máy con rất là đẹp các bạn nhé. Dòng Note 10 Lite có hỗ trợ cái bút này. Đấy, các bạn có thể là vẽ vui vời các kiểu ABC rất ok các bạn nhé. Đây, cái dòng Note 10 Lite này có hỗ trợ cái bút này. Đấy, các bạn có thể là vuốt vẽ cùng các kiểu ABC các bạn nhé. Đấy, giá cái con này của mình rất là rẻ luôn. Giá sẽ là gì nhỉ? 3.600.000 đồng cho sản phẩm của như Galaxy Note 10 Lite này các bạn nhé. Đấy. Màn hình to rất là đẹp này. Cái dòng Note 10 này, 3.600.000 cho bạn nhé. Hôm nay thì mình còn mấy con giá rẻ này thì là mai mình sẽ like lốt nha các bạn nhé. Hôm nay thì là sức khỏe của mình là không được tốt cho lắm. Thì là mai mình sẽ like sau. Thì là tối mai thì các bạn những con máy giá rẻ là có vài trăm nghìn thôi. Thì là tối mai các bạn lên clip tối ngày mai xem giúp mình các bạn nhé. Hôm nay thì mình cũng muộn rồi, mình xin phép đi ngủ trước thì vì sức khỏe ngày hôm nay mình ốm suốt. Đâu là mình không live stream được, mong bạn thông cảm bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối cùng con và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip sau các bạn nhé. Bye bye, chào các bạn nhé.